Bể ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên ngay. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật, ở đầy đủ công đức của Phật Di Đà. Xin Phật từ bi nhiếp thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện. Bao nhiêu ác nghiệm chúng con đã làm, mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện, cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả quảng sanh thế giới cực là, bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay, đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa quảng sanh thế giới cực là. Bán nhà ba la mật đa tâm kinh, quán tư tài quán sâu bàn nhã. Ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không. Vì không tướng nên không sanh diệm, cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào. Chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không. Đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh. Cũng chẳng có sang thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới than ôi có gì? Vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh. Đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tứ tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đào đồng không có trí tuệ, mong được có được chăng? Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã, không ngần ngại gì, không sợ hãi viên lý điên đảo. Xa lìa mong tưởng đau niên bàn, ba đời chư Phật thường làm, mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mật thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác Bồ Đề. Thế nên chú bán nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chủ thần diệt chướng vô song. Hay trừ hên thầy khổ không phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tấn thì nói chủ yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ham, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường, nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền Quan Âm độ, ca phi Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo, nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ, kiếp kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu ai thần chư Phật tự lực Bồ Tát, vũ lòng thương xót gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn, tiếng tu đạo nghiệp phước huệ tròn đủ. Cám nguyện âm siêu dương thai phàm giới chúng sanh, hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải, ai đến nghe Phật phải hân lòng ủng hộ Phật pháp cho thường còn, mọi người siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu thính giả đến chốn này, hoàng ở cõi đất hoàng trên không, mời nương theo chánh pháp ngài đem tu, xót thương người đời luôn cứu hồn. Cầu cho thế giới thường an ổn, pháp trí vô biên lợi quần sanh, tất cả tội nghiệp được tiêu trừ, dứt hẳn qua khổ vào viên tịch. Thường dùng giới hương thỏa vong sáng, luôn gìn định phục mặn che thân, hoa màu trị gia khắp trang nghiêm, khắp xứ khắp nơi thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô Nam mô Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi thẳng tay sát hại cách chi cũng làm thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mặt đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi đốn rừng săn băng lưới chài chó săn đặt cuối gài mái đạo hầm cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cả dưới nước chim trên trời lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuông chiều miệng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn chúng chưa tắt tiếng kêu thương thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh chỉ vì ba tấc lưỡi tanh mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biên can qua tranh giành biên giới cô mà giết nhau đạn bom phá xóm nổ cầu đích thân tàn sát hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chóc mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung nghề đau phủ thủ lanh lung chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng nghề đồ tệ cũng bao tàn. Phanh thay loài vận dung nhan chẳng sờn bản buông khi chân dám đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trứng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia bên áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thế lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô môi em dồn, mà con có phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nam mô Tự Tại Thinh Phật. Nam mô Tuệ Thinh Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật. Nam mô Cam Lồ Thinh Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Trụ Trì Pháp Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hộ Pháp Phật. Nam mô Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô Phạm Giới Hòa Phật. Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam mô Nhiền Pháp Định Liễu Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quý hết thảy phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặc dầu nhỏ nhen, cộng rau ngọn cỏ cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chiếu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào. Lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ Nay con sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bản vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấp hèn, cao dưa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay con sám hối tội kiên, chư phần Bồ Tát thánh hiền chứng trí, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham. Cũng về lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cẩn chẳng ưa, rơi rào thuê bánh chiếm bừa đất đai, của người sáng đoạt công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh, con nguyện tinh chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân, ém người ban đỡ thân nhân, ém cho sải nghe tàn đàn mới cam mang. Tội tình vô cáo cầm giam, gây nên oan trai Bắc Nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi làm hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dân lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phân thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng che cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nương nơi Phật Đà, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chí thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàn không, nhờ công đức sám hạnh lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngài âm. Không còn ý tưởng trộm vai, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm ca ngà, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Nam mô Công Đức Tự Tại Phật. Nam mô Thinh Tự Tại Phật. Nam mô Thế Tự Tại Phật. Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Ý Trụ Trì Phật. Nam mô Địa Trụ Trì Phật. Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật. Nam mô Khi Trụ Trì Phật. Nam mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật. Nam mô Sắc Thắng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật. Nam mô Nhật Thiết Quang Hình Thí Phật. Nam mô Phan Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật. Nam mô Pháp Thành Tựu Phật. Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng về. vần đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về nếu đem tích chớ suối khe nào bằng vướng vòng ái dục vĩ bằng biển mê sinh tự xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mấy phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả báo thân cam bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàm. Nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạt chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan tỳ kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sau thời ăn năn nhờ công sám hối não phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh thập phần tương tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Nam mô Thiện Sư Phật. Nam mô Phổ Thiện Phật. Nam mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Sư Tử Tiên Phật. Nam mô Phật Nhãn Phật. Nam mô Hiệp Tụ Phật. Nam mô Tật Trí Dũng Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Sư Tử Thú Phật. Nam mô Hải Mạng Phật. Nam mô Năng Độ Bí Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kính lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm, an miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác, ôm sòm dệt theo tấn công, nói lưỡi hai chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian hành. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thành rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu ngoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hãy tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cúi đầu kính lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tranh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tim đàn tránh xa, cùng người xô xá quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. hoặc dùng yêu thuật mà hàng miệng khoe quan đã tựu thành thánh nhân. Tứ thiền bát định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền. Bày điều sai kiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tím to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh, hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy vũ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chí khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tạm chê bái trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan có nỗi có bài ôm lòng oan hận tối dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miệng, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thánh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Sư Tử Nguyện Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Dự Phật. Nam mô Bất Động Tâm Phật. Nam mô Xưng Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi sao gia quan cũng phải thời ăn năn hướng về vô thị tội căn gian quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn đắm mê sắc đẹp bên ngoài màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều mà lòng tham sắc dễ siêu mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay những lời êm dịu vui vầy nỉ non làm cho chi khí hao mòn ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm man. Mùi ham mùi xả hương trầm mùi thơm hoa lá ý lầm phán sanh lưỡi thèm thịt béo cá tanh bội thêm gốc khổ tội sanh ngậm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều ý tưởng tượng cao siêu ở lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn nguyện xin sám hối mắc trần nhờ công đức chứng pháp thân Phật Đà. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm sám tai công đức vô ngần thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám y công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhâm dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hộ thế gian Phật. Nam mô danh Long tự tại thinh Phật. Nam mô danh pháp hành quán tuệ Phật. Nam mô công đức trụ trì Phật. Nam mô danh diệu thắng từ tài tướng thông xưng Phật. Nam mô danh diệu thắng từ tài thắng Phật. Nam mô danh lạc pháp phân tận Phật. Nam mô danh pháp giới trang nghiêm Phật. Nam mô danh đại thừa trang nghiêm Phật. Nam mô danh tịch tịnh vương Phật. Nam mô danh giải thoát hành Phật. Nam mô danh đại hải di lưu cõi vương Phật. Nam mô danh hiệp tụ na la diệm vương Phật. Nam mô danh tán hoại kiến ma luân Phật. Nam mô danh tinh tấn căn bảo vương Phật. Nam mô danh đắc Phật pháp ba đầu ma Phật. Nam mô danh đắc Phật nhãn phân đà lợi Phật. Nam mô danh tùy tiện giác giác Phật. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi tha tận tai sát hại canh chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạt đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đặt củi gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cả dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt uống chiều miệng tham ăn. Hoặc thuở mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trút loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tanh, mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biên can qua, tranh giành biên giới cô mà giết nhau, đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chóc mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đao phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vận dung nhan trắng sờn, bản buông khi giới đạo gươm, mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trứng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia bên áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao. Nay con sám hối cẩn cầu chư tôn anh, vì chân ngô môi ém dồn, mà con có phạm không còn thiếu chi. Xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nam mô Tự Tại Thinh Phật. Nam mô Tuệ Thinh Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật. Nam mô Cam Lồ Thinh Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Trụ Trì Pháp Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hộ Pháp Phật. Nam mô Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô Phạm Giới Hòa Phật. Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam mô Nhiền Pháp Định Liễu Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán, giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quý hết thảy phân rồi con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hồng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tội còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cộng rau ngọn cỏ cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chiếu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay con sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bản vàng tài sản của người hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấp hèn. Cao dưa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lọng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng trí. Kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham của thầy của bạn cũng ham. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm diện thân cận chẳng ưa. Rơi rào thuê vánh chiếm bừa đất đai, của người sáng đoạt công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ. Kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Ém người mang đỡ thân nhân, ém cho sải nghe tàn đàn mới cam mang. Tội tình vô cáo cầm giam, gây nên oan trai Bắc Nam chia lìa. Tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn. Kể từ vô lượng thời gian, lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn. Bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay. Cắt đo thực tất ăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay. Dân lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phân thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nương nơi Phật Đà. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàn không. Nhờ công đức sám hạnh lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phong muốn thời có ngài. Không còn ý tưởng trộm vai, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Nam mô Công Đức Tự Tại Phật. Nam mô Thinh Tự Tại Phật. Nam mô Thế Tự Tại Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Ý Trụ Trì Phật. Nam mô Địa Trụ Trì Phật. Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật. Nam mô Khi Trụ Trì Phật. Nam mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật. Nam mô Sắc Thắng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật. Nam mô Nhật Thiết Quan Hình Thí Phật. Nam mô Pháp Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật. Nam mô Pháp Thành Tựu Phật. Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Hỷ Phật. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vướng vòng ái dục vĩ bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mấy phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả báo thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tà. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân. Phật 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 Phật.